Từ ngày 1 tháng 6, người học lái ô tô cần chú ý các quy định mới gì? Thông tư 05/2024 đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó đáng chú ý là các quy định mới đối với người học lái ô tô. 1. Học lý thuyết trực tuyến. Trong thông tư 05/2024, quy định người học lái xe học nội dung lý thuyết bằng một trong các hình thức, tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Việc xây dựng hệ thống, học liệu, các phương pháp đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và hệ thống ứng dụng quản lý đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn thực hiện theo quy định của thông tư. Dữ liệu quản lý thời gian học lý thuyết đối với hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn thực hiện lưu trữ điện tử. 2. Các môn học tập trung ở cơ sở đào tạo. Bên cạnh các môn lý thuyết học trực tuyến thì các môn sau đây bắt buộc người học phải học trực tiếp tại cơ sở đào tạo gồm: cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe. 3. Thời gian học lái xe ban đêm. Trong thông tư mới quy định, thời gian học lái xe ban đêm được tính từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. So với thông tư 4/2022 trước đây, có quy định học viên phải có tối thiểu 4 giờ thực hành lái xe ban đêm. Và đó là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 mà người học lái ô tô cần chú ý. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.